Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay em sẽ làm một cái clip giới thiệu đến một cái Zippo chính hãng, và cái này được gia công bởi Ambe Shop, độc quyền tại Ambe Shop. Đây là một mẫu Zippo. Cái mẫu này có mã hàng của Zippo và được gia công lại bởi Ambe Shop. Đây ạ, đây là cái thông số của Zippo chính hãng. Ambeshop cam kết với các anh là bán hàng chính hãng nhé. Còn đây là một chiếc Zippo được Ambeshop gia công lại với cái biểu tượng là một chiếc xe Honda 67 và cái logo Honda. Cái mẫu này thì rất là hot và được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Đấy. Ở đây thì Ambeshop cung cấp là đời số mới, mộc đáy như thế này. Đấy. Đây. Đấy, anh em nhìn thấy nhá, chúng ta cũng có trùng năm này. Đó, trùng năm nhá. Đây ạ. Anh em cũng có thể là ngó hết tất cả qua những cái chi tiết hàng thật của shop Ambe này, hàng chính hãng này. Em ngó kỹ về cái bánh xe này. Đó, anh em thấy bánh xe không? Ok. Đó. Bảo hành trọn đời bởi Zippo anh em nhé. Còn ở với Ambe Shop thì lỗi một đổi mới một trong vòng 1 tháng. Đấy. Anh em nào mà thích cái sản phẩm này thì có thể là comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe số điện sẽ liên hệ lại đặt hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc anh em có thể là truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z165 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là đặt hàng ở trên website ambe.vn, hoặc anh em cũng có thể là gọi nhanh cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.